Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hiện tại bây giờ đang là tháng 7 âm lịch thì mình hay ăn chay. Nhà Diễm không có ăn chay thường nhưng mà lâu lâu Diễm cũng làm một vài món chay để hạn chế bớt thịt. Cách làm bún gạo xào chay này của nhà Diễm rất là đơn giản mà rau cải đó mình để lâu vẫn giữ màu đẹp lắm luôn. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bún gạo xào chay này với nhà Diễm nha. Đây là những loại rau củ mà mình sẽ dùng trong món bún gạo xào chay. Diễm có 100g cà rốt, mình cắt nhỏ ra như vậy thành từng khúc ha, không to quá mà cũng không nhỏ quá. Về giá thì Diễm có 150g. Để cho nó thơm hơn thì mình sẽ sử dụng cái phần trắng của ba rô. Còn nếu mà mình ăn được hành thì mình cứ sử dụng hành tím ha, mình cần khoảng 60g. Một trong những loại rau không thể thiếu của bún gạo xào chay đó chính là cải ngọt. Thì cải ngọt cái này Diễm mua trong tiệm Việt ở bên đây ha, nó có tên là choi sam như vậy nè. Thì mình mua về mình rửa cho thật là sạch. Ở trong ngay chỗ mấy cái kẽ lá này thì thường hay có đất đó. Mình sẽ cần là 200g. Sau khi rửa sạch xong thì mình sẽ cắt cái phần lá và cái phần thân của cái cây cải ra riêng. Bắt một cái nồi lên bếp á, mình đi làm cái phần dầu baro cho cái món xào của mình nó thơm. Diễm đông vào 50ml dầu ăn, 50g phần trắng của cây baro nha. Và mình để cái lửa trung bình, mình sẽ chiên cho baro nó chuyển sang cái màu vàng nhạt và nó thiệt là thơm. Thì như Diễm nói, nếu mà mình ăn được hành tím á, thì mình sử dụng hành tím sẽ càng ngon. Mình cứ để cái lửa trung bình ha. Và lâu lâu mình tới mình đảo lên tí xíu, khi mà mình thấy nó chuyển sang vừa vàng như vậy thì mình nhắc khỏi bếp liền. Mình để lâu thì nó sẽ bị cháy ngang. Nhắc khỏi bếp mình để sang một bên, bây giờ mình đi chuẩn bị phần mì và bún gạo. Đây là mì và bún gạo mà Diễm dùng nè. Thì hai cái loại này mình mua ở tiệm châu Á bên đây nha. Cái mì này nó là mì trứng, thì Diễm thấy cái mì này nó ngon. Nếu mà mình ăn chay mà mình ăn trứng thì mình mua mì này. Còn nếu mà mình ăn chay thuần thì mình nên lựa cái mì nào mà nó không có trứng nha. Về bún gạo thì bên đây kiếm bún gạo khó lắm. Cái này là hồi xưa Diễm hay dùng để Diễm làm bánh hỏi nè. Thì ăn nó rất là giống bún gạo luôn. Thì mình mua cái loại này mình làm vừa tiện vừa nhanh nữa. Còn nếu mà mình tìm được bún gạo thì mình cứ dùng ha. Bắt một cái nồi nước sôi lên bếp á, Diễm cho vào hai cái vắt mì thì Diễm cân được 100g á. Và mình luộc ở cái lửa trung bình khoảng 5 phút nha. Mình nên kiểm tra ha, mình ăn mình thấy cái sợi mì nó vừa mềm nhưng vẫn còn cái độ dai á, thì mình nhắc khỏi bếp liền. Cái mì này mình cũng có thể dùng mình ăn như mì hoành thánh rồi cũng ngon ha. Thử sợi mì thấy vừa ăn rồi á, thì mình nhắc khỏi bếp và mình đổ nước ra cho nó ráo. Mình không cần phải xả lại nước lạnh tại vì mình sẽ không có xào. Mình chỉ trộn thôi, vì vậy nếu mà mình xả nước lạnh không sạch á, mình ăn dễ bị đau bụng lắm á. Đó, mình cứ xóc cho nước nó ráo. Sau đó Diễm lấy một muỗng canh cái ba rô hồi nãy mình đã phi vàng rồi đó. Mình cho vào, mình trộn lên cho thật là đều. Mình để sang một bên. Bây giờ mình đi chuẩn bị phần bún gạo. Thì Diễm cân ra 200g ha. Và mình xả nước ở nhiệt độ phòng nha, không nóng cũng không lạnh. Và mình ngâm cho cái phần bún gạo này nó mềm. Thì thời gian khoảng từ 10 tới 15 phút. Sau 10 phút á, mình nên kiểm tra nha. Lúc mà mình cầm lên á, mình thấy á, nó mềm như vậy nè, và nó tơi ra. Thì mình sẽ lấy một cái đây á, mình đổ cái bún gạo này ra cho nó ráo nước. Cái bún này á, thì mình sẽ không luộc mà mình chỉ mang mình ngâm vào trong nước sôi. Vì vậy mình nên để cho nó ráo như vậy cho cái nước sôi á, nó giữ đúng cái nhiệt ha. Để ở đây, bây giờ Diễm đi bắt sẵn một cái nồi nước sôi. Nồi nước sôi á, mình canh làm sao cho mình bỏ vừa đủ cái lượng bún nha. Nước thật là sôi á, thì Diễm sẽ lấy bún gạo Diễm cho vào và mình nhắc cái nồi khỏi bếp liền luôn. Sau đó mình lấy đũa đó, mình đảo thật là đều ha. Khoảng 1 phút thôi à, thì khoảng cỡ 50 giây á, mình nên ăn thử cái sợi bún gạo. Mình thấy nó vừa mềm, vẫn còn cái độ dai á, thì mình đổ ra liền luôn nha. Mình ngâm lâu quá thì nó sẽ mềm và nó bị nát đó. Đổ ra rồi thì mình cũng xốc lên cho cái nước á, nó ráo. Sau đó Diễm sẽ lấy hết cái phần ba rô hồi nãy mình đã phi đó, mình cho vào thì mình cứ cho từ từ, mình trộn lên cho thật là đều. Như vậy thì mình đã chuẩn bị xong cái phần bún gạo rồi. Đây là món bún gạo xào nhưng mà thật ra mình không có xào ha. Cái cách làm là mình chỉ trộn lên như vậy thôi, xào nó dễ bị nát, không có ngon.
bắt một cái chảo á, Diễm cho vào một muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo mình sẽ cho một muỗng canh phần trắng Baro thì nó khoảng 10 gram á. Bật bếp lên mình để cái lửa lớn nha và mình xào sơ cho cái Baro này nó thiệt là thơm. Khi mà nó thơm rồi thì Diễm cho cà rốt vào. Diễm cho thêm một muỗng cà phê muối và mình đảo lên cho thật là đều, mình cũng giữ cái lửa lớn khoảng 1 phút thôi ha. Cho muối vào lúc này giúp cà rốt nó đậm đà và nó cũng giữ màu đẹp. Sau khoảng 1 phút thì Diễm sẽ cho cái cọng của cái cải ngọt vào. Đảo nhanh tay cho cải nó thấm đều dầu và để giữ cho cái màu cải nó xanh, nó đẹp thì Diễm cho thêm 50ml nước vào đây. Với cách làm này mình không cần phải chần cải sơ, mà khi cải mình xào xong mình để tới ngày hôm sau nó vẫn còn giữ màu xanh rất là đẹp. Mình để lửa lớn khoảng 30 giây ha. Sau 30 giây thì Diễm cho cái lá cải vào. Và mình cũng đảo thiệt là đều tay cho mình thấy là cái cải này nó thấm đều cái dầu và cái nước đó. Thời gian thì khoảng chừng 15 tới 20 giây à. Và cuối cùng là mình sẽ cho giá. Cho giá vào thì mình đảo sơ thôi ha, cũng khoảng 10 tới 15 giây và mình nhắc khỏi bếp liền tại vì giá nó rất là nhanh mềm. Đó, như vậy thì Diễm nhắc khỏi bếp. Nhắc khỏi bếp thì mình cũng đảo nhẹ, mình để qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi trộn cái bún gạo. Mình lấy một cái thau đó, mình cho mì vào nè. Tiếp theo là bún gạo và phần rau cải. Phần rau cải thì mình chỉ lấy cái rau cải, mình không có lấy nước nha. Nước vào sẽ làm cho cái bún gạo nó bị mềm. Diễm nêm thêm 2 muỗng cà phê hạt nêm nấm. Diễm dùng hạt nêm nấm của Maggi, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Mình đeo bao tay vào á, mình trộn cho rau cải nó thật là đều với cái phần bún mì. Nên đeo bao tay ha, tại vì đũa thì Diễm thấy khó trộn đều hơn. Mình chỉ nêm nếm cho nó có cái vị mặn nhẹ thôi, tại vì mình sẽ dùng chung với lại nước tương chua ngọt. Cách làm nước tương chua ngọt thì rất là đơn giản ha. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp đó, Diễm cho vào 300ml nước, 30g đường, 2g hạt nêm nấm. Cái cách mà đo bằng muỗng đó thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 60g nước tương, Diễm dùng nước tương hiệu Ly Cum Ki nha. Và mình bắt cái bếp lên, mình nấu cho nó thiệt là sôi. Cái nước tương để ăn với cái bún gạo mình nấu sôi nó mới ngon, mình không nên pha lạnh nha. Khi mà hỗn hợp nước tương sôi thì nhanh tay mình cho vào 5g giấm và mình hạ xuống cái lửa nhỏ nha. Mình nếm lại, nước tương này nó sẽ có vị chua ngọt và mặn nhẹ. Mình nấu lửa nhỏ thêm 1 phút nữa là mình nhắc khỏi bếp được. Ăn kèm với bún gạo xào chay này mình sẽ có đậu phộng rang vàng nè. Và để tạo thêm cái vị cay hấp dẫn hơn, mình dùng ớt và là ớt xay thì mới ngon ha. Cái này thì Diễm cho vô máy xay, Diễm xay thôi. Tiếp theo thì mình có chả giò chiên và hoành thánh chiên. Thì cái công thức, cái nhân này Diễm dùng cái công thức của hoành thánh chiên chay đó. Diễm để ở phần miêu tả video. Diễm làm gấp đôi công thức thì Diễm vừa được hoành thánh chiên mà được chả giò luôn. Thì chả giò đó Diễm dùng cái bánh tráng này mua ở bên Việt Nam á. Thì khi mà mình làm cái bánh tráng này mình nên lưu ý là cái nhân mình nên bớt lại cái lượng muối. Tại vì Diễm thấy là cái vỏ bánh tráng này nó rất là mặn. Thêm một lưu ý là mình nên thoa tí xíu nước lên mặt cái bánh tráng đó thì Diễm thấy mình cuốn nó dễ dàng hơn. Tại bánh tráng này khi mà mang qua đây có thể cái không khí nó khô đó làm cho bánh tráng nó bị cứng hơn. Nếu mà mình không có bánh tráng này thì mình cứ lấy cái bánh tráng bía mình cuốn nó cũng rất là ngon luôn. Nếu mà mình không tìm được khoai môn á, mình cũng có thể làm theo cái công thức chả giò chay, không dùng khoai môn, Diễm đã có chia sẻ trước đây rồi ha. Về hoành thánh chiên chay thì hôm nay Diễm chia sẻ thêm một cái cách gói đơn giản hơn, tức là cho nhân vào ngay giữa, mình cũng thoa nước hai cạnh ha. Sau đó mình sẽ xếp lại giống như hình tam giác đó. Rồi mình sẽ túm cái cạnh nó lại như vậy, làm sẽ nhanh đơn giản hơn là cái cách Diễm đã chia sẻ rồi. Hoành thánh và chả giò này mình có thể làm nhiều rồi mình cất vào trong tủ đông đá đó, khi nào ăn thì mình lấy ra mình chiên vẫn được. Để chiên cái chả giò và bánh tráng gạo này thì cái lửa nó sẽ không có quá lớn nha. Cái nhiệt độ dầu nó khoảng cỡ 150 cho tới 160 độ C là chiên vừa và cũng không cần phải thiệt là nhiều dầu. Tại vì Diễm chiên hoành thánh nữa đó nên Diễm mới cho nhiều dầu, chứ mình cho mà chừng ngập khoảng 2/3 cái cuốn chả giò là được rồi. Khi mà mình thấy chả giò chuyển sang cái màu vàng nhạt và nó căng tròn,
cầm lên mình thấy nó cứng á, là chả giò mình chiên đạt, mình vớt ra thì mình để cho nó ráo dầu ha, tại vì cái này thì Diễm thấy nó hút dầu hơi nhiều. Hoành thánh á, thì mình chiên rất là nhanh, mình cũng để ở cái lửa trung bình ha, cho hoành thánh vào. Hoành thánh thì mình cần chiên ngập dầu, không ấy thì mình phải đảo cho nó thật là đều nha. Mình chiên khoảng từ 3 tới 5 phút, khi mà mình thấy nó chuyển sang vàng là mình vớt ra được. Bún gạo xào chay này thực ra là mình ăn cùng với lại đậu hũ chiên nữa, nhưng mà nhà Diễm thích ăn với lại chả giò và hoành thánh hơn. Khi ăn thì mình cho miếng ớt vào trong cái nước tương nè. Cái nước tương chua ngọt này nó không có phải thiệt là đậm đà, vì vậy khi mà mình chan á, chan nhiều chút xíu nha. Cho thêm chả giò nè, hoành thánh nữa, rất là ngon luôn. Như Diễm có nói á, nên Diễm cất cái bún gạo xào chay này vào trong tủ lạnh qua đêm để Diễm mở ra cho mình xem. Như mình thấy nè, cải ngọt còn giữ màu xanh mướt và cà rốt cũng vậy. Không cần phải luộc trước hay ngâm nước lạnh, nhưng mà rau cải của mình vẫn giữ màu đẹp lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món bún gạo xào chay thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.